Thưa quý vị, những ngày qua, trên địa bàn xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng đã xảy ra hiện tượng lũ quét bất ngờ cuốn trôi toàn bộ cây trồng vật nuôi của một số hộ dân. Rất may không có thiệt hại về người. Lực lượng công an cơ sở đã kịp thời di dời các hộ dân nơi đây đến nơi trú tránh an toàn. Nhằm chủ động ứng phó với mưa lớn và các tình huống bất ngờ, toàn lực lượng công an thành phố Đà Nẵng, nhất là các địa bàn thường xuyên xảy ra ngập lụt, sạt lở, sẵn sàng phương án ứng phó, duy trì 100% quân số ứng trực bắt đầu từ hôm nay để kịp thời hỗ trợ người dân. Ghi nhận của cộng tác viên Đăng Khôi tại quận Thanh Khê. Sinh sống ở khu dân cư Khe Cạn đã hơn 10 năm nay, mỗi mùa mưa lũ đến, anh Vũ lại tất bật chạy lụt, toàn bộ vật dụng trong nhà đều được kê dọn lên cao. Dù đã có kinh nghiệm và chủ động hơn trong việc ứng phó, nhưng mỗi mùa lũ đi qua, những người dân sống nơi đây đều phải chịu nhiều vất vả. Cũng rút kinh nghiệm là nhiều năm nay, thì tôi mới hàng mấy cái kệ này hết, mình chống lũ. Chứ mỗi lần hôm mưa là ngập, không biết lớn hay nhỏ là mưa là ngập đó. Lớn quá thì lên cao vậy, còn thấp quá thì cũng lúc nhà này. Thấu hiểu và chia sẻ nỗi vất vả của người dân, những ngày qua công an các phường cùng các đoàn thể tại khu dân cư thường xuyên xảy ra tình trạng ngập lụt như phường Thanh Khê Tây, Chính Gián của quận Thanh Khê, Hòa Khánh Nam, Hòa Minh của quận Liên Chiểu đã tăng cường xuống địa bàn giúp đỡ người dân kê cao, dọn dẹp vật dụng sinh hoạt, ra soát các hộ cần di dời. Rồi cái nhiệm vụ vận động tổ, bà con tổ là kê cao đồ đạc lên hết. Đó sau đó là nhà nào mà nguy cơ vẫn cao á mà không ở chịu được á thì lên nhà người thân hoặc là đăng ký lên trường Lê Văn Tám. Công an phường đã luôn luôn chủ động, thứ nhất là đề ra các phương án để chúng ta tùy theo cái mực nước lên thì chúng ta kích hoạt theo các phương án 1 hoặc phương án 2. Thì đối với phương án 1 thì sẽ như thế nào thì đã có cái lộ trình cụ thể. Hiện toàn lực lượng công an thành phố Đà Nẵng đã sẵn sàng phương án để ứng phó với mưa lớn, tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. Căn cứ vào tình hình thực tế, công an các địa phương sẽ vận dụng các phương án, cấp độ ứng phó phù hợp. Tất cả phương tiện, trang thiết bị, quân số ứng trực đều được quán triệt tinh thần, sẵn sàng để triển khai nhiệm vụ phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Anh em cán bộ chiến sĩ công an phường luôn luôn xác định tư tưởng rõ ràng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ và an tâm tư tưởng để mà hoàn thành nhiệm vụ được giao và luôn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm. Công an các phường đến thời điểm này cũng sẵn sàng phương án di dời, sơ tán nhân dân trong vùng ngập lụt. Trên tinh thần chủ động ứng phó, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã chuẩn bị sẵn các địa điểm là trường học, nhà văn hóa, làm nơi tránh trú cho người dân trong những ngày mưa lớn có thể kéo dài.